Nè, chuyện hôm nay là tôi quên, là tôi không phải. Tôi có quà cho anh nè. Cảm ơn cô à. Lần sau có bận gì á, báo tôi biết trước một tiếng, không nhắn tin cũng được. Còn này quà của ông nội phải không? Thôi khỏi đi, tôi có quà của tôi rồi. Hả? Không được. Cô yên tâm đi, không làm cô thất vọng đâu. Sáng giờ tôi đi bộ nhiều quá, tôi mệt quá, tôi ngủ đây. Nè, anh mua cái gì vậy? Khi nào tặng ăn hay, cô hỏi làm gì, cô đâu có quan tâm. Nhưng mà bây giờ tôi muốn biết. Bây giờ tôi không nói đó. À, sáng nay cô còn chưa cảm ơn tôi. Tôi không biết ở đầu dây bên kia cô làm cái gì, nhưng chắc chắn nghe tiếng của cô á, là tôi biết tôi vừa giải cứu cho cô một phi vụ, đúng không? Cảm ơn anh. Nhưng mà anh có chắc là quà của anh ổn không? Chắc cao. Tùy anh thôi. Anh muốn cá nhiêu? À, còn chuyện hôm nay anh giải qua cho tôi sẽ trả công cho anh xứng đáng. Khỏi đi, tôi đâu cố ý giải gì cho cô đâu. Còn chuyện cá hả? Tôi cá một tô cơm, hai hộp sữa. Chứ tôi dạy gì cá tiền cá bạc với cô. Vậy dễ cho cô quá à. Sao, tôi cá vậy đó, cá không? Cá thì cá, tôi sợ anh chắc. Thì xuống dưới ăn cơm trước đi. Cái gì? Anh còn chưa biết trong đây có cái gì mà. Sao nay cô nói nhiều vậy ta? Tôi nói cô thua là cô thua rồi. Nếu như mà tôi thua hả, tôi ăn gấp ba cho cô coi. Sao, dám không? Cái này là anh nói nha, tôi không có ép à. Quân tử nhất ngôn. Cô xuống trước đi, tôi xuống sau. Thì vậy đó. Đợi tôi chút nha. Nè, gắn cao cao lên giùm tôi nha. À không, tôi nhờ anh Phúc với gắn giùm cái đèn thêu. Sắp xong rồi, còn có mấy cánh hoa nữa thôi. Nhưng mà tôi gần hết chỉ rồi đó nha. Chắc là mai phải đi mua thêm đó. Ờ, chuyện đó hả? Nãy nói tới đâu quên mất tiêu rồi. À, tôi nhờ bên hội tìm giùm tôi một người đàn ông để tiến tới hôn nhân. Ờ. Nhớ rồi đó nha. Ừ, tranh thủ đi sớm sớm gặp cái nghe. Ờ. À. Thì vậy chứ làm sao bà. Ăn gì mà có một chén à, rồi mấy hộp sữa đâu? Tôi vẫn đang ăn mà. Vậy với ai dám lớn tiếng hả? Hay là ăn một mình buồn. Để anh phục vụ em nha. Không ăn được thì uống. Cái gì? Hai hộp sữa 180 ml. Anh tưởng tôi là con gì hả? Có mèo. Ăn gì mà như mèo hửi vậy. Tôi canh đó. Vậy cũng đòi cá với tôi nữa. Anh đừng có khích tôi. Sao anh uống sữa của tôi? Chơi giờ rảnh quá, em muốn anh phải làm gì? Hay là anh nhìn em ăn một cách đắm đuối nha. Nhìn em ăn anh cũng đói quá. Em cũng đói quá à. Ủa, mà anh cũng uống sữa nữa hả? Ừ, chứ thì sao? Không lẽ anh không được uống sữa? Ôi, đàn ông là người ta phải uống bia chứ ai mà uống sữa. Mất hình tượng quá à. Được không chị? Trời, chị ăn nguyên cái tô to vậy luôn á hả? Khuya rồi mà chị có ăn nhiều vậy không sợ mập hả? Trời ơi, người ta đẹp ta sợ mập. Chị em có đẹp đẽ gì đâu lo. Ăn nhanh lên. Anh không có cả đêm để đợi em đâu nha. Đợi là sao? À, chị em ăn một mình buồn, cho nên rủ anh ngồi chung cho vui. Đang buồn ngủ muốn chết vậy đó.
Thiệt tình á, người lớn gì nhiều khi như con nít đó. Nếu mà anh buồn ngủ thì anh đi ngủ trước đi, để em ngồi chơi với chị. Vậy đi, anh đi ngủ nha. Chị, mai mấy giờ nội về? Khám tổng quát xong trả tiền miễn phí rồi về thôi. Chắc khoảng trưa trưa. Mà em hỏi chi vậy? Thì hỏi để biết chuẩn bị chắc kịp á mà. Chuẩn bị gì? Bí mật, mai chị biết. Mà chị đói thiệt á hả? Tèn 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 ba hai ba mừng nội trở về. Ba vô ngồi đi ba. Đây ba thấy con người khỏe chưa? Cảm ơn các con. Dạ thưa chú, mời chú dùng ly cam. Để đây đi. Dạ. Mấy con làm nó nổ bất ngờ quá. Dạ, tất cả là do anh Minh Vũ chuẩn bị đó nội. Nội cũng nghĩ chỉ có Minh Vũ nó mới nghĩ ra cách này thôi. Dạ, làm cho nội vui á là trách nhiệm và vinh dự của con mà. Dạ sau đây con xin thông báo với mọi người phần hồi hộp và ngây cứng nhất. Món quà đầu tiên, xin mời cô Tư, chủ nhân của món quà. Dạ, đây là máy đo huyết áp. Chúc cho huyết áp của nội luôn ổn định nha nội. Tặng nội. Cảm ơn con gái của ba. Không có gì đâu ba. Và sau đây là món quà thứ hai, xin mời cô Út. Đây. Con xin tặng ba bức tranh thêu này. Hy vọng là khi ba ngắm nó, tinh thần của ba sẽ dễ chịu hơn. Cảm ơn con gái cưng của ba. Phải lật mặt trong mới biết thực hư sao nghe. Đợi đi, thích thì chiều. Dạ, món quà tiếp theo là món quà của tiểu thư. Xin mời tiểu thư. Dạ, con mong nội luôn luôn khỏe mạnh. Con mở ra thử nha ba. Wow. Rất hợp ý nội. Cảm ơn con. Các con làm cho ba bất ngờ quá. Sao không cho ba về sớm? Ý, đâu có được. Ui da. Ui da, chết rồi. Món quà của con nhỏ quá. Cho nên nó trốn đi đâu rồi.
Đây rồi. Nói, đây là món quà của con. Tuy nó nhỏ nhắn thôi và cũng không có giá trị gì nhiều, nhưng nó là cả tấm lòng của con. Đây chỉ là một vật may mắn, và con luôn mong nội được bình an, được khỏe mạnh. Đó là tất cả những gì con muốn gửi tới nội. Cảm ơn con. Ê, của ba. Quá. Wow. Bơi. Nội, nội có sao không nội? Không sao, nội đỡ rồi. Có phải là hai đứa muốn hỏi tại cái dòng mà làm cho nội mệt phải không? Dạ. Phải. Tại nó đó. Cái dòng này của Minh Vũ thật sự làm cho nó rất xúc động. Cũng gần 30 năm rồi. Nội thật sự không nghĩ được nhìn nó lại hôm nay, cứ tưởng là chén nước đổ đi không thể hứng lại được. Ương vợ mãi mãi sẽ không lạch. Nhìn thấy nó mà nội cứ ngỡ mới ngày hôm qua thôi. Đó là câu chuyện gần 30 năm rồi. Ba con vốn rất hiếu thảo với nội, chuyện gì cũng nghe nội. Chưa bao giờ nó khiến nội phiền lòng. Vậy mà cuối cùng nó lại để cãi nội vì mẹ của con. Cuối cùng thằng Mạnh nó đi đâu? Có tâm tích gì chưa? Dạ, con chỉ thấy cái này. Thưa ba, con bất hiếu vì cãi lời ba, nhưng con xin ba lần này cho con được lựa chọn những gì con muốn. Con đi rồi, ba hãy giữ gìn sức khỏe. Sẽ có một ngày con đưa cháu nội của ba để trở về. Hy vọng lúc đó ba sẽ tha thứ cho con. Con luôn mong ba bình an, khỏe mạnh. Con xin lỗi ba. Chuỗi hạt này quá giống với chuỗi hạt ngày xưa. Tất cả cũng tại nội. Con xin lỗi nội. Con làm nội nhớ đến chuyện cũ. Nhưng mà con tin á là ba con không có trách gì nội đâu. Ba con thương nội cũng giống như nội thương ba con vậy đó. Mà con nghĩ giờ chắc nội không trách ba con nữa, phải không nội? Nội đã tha thứ cho nó từ rất lâu rồi. Con cũng nghĩ ba con vậy đó. Người trong nhà mà, đâu có gì mà không tha thứ cho nhau được, đúng không nội? Máu chảy thì ruột mềm mà.
nghe con nói mà nội cũng đỡ nặng lòng. Nhưng ba con á, ăn nói cục mịch lắm, chứ không phải khéo léo như con đâu. Chưa bao giờ ba con làm cho ai vui lòng hết. Ngược lại, mẹ của con là con gái Bắc nên ăn nói rất khéo. Chính vì vậy mà nội không đồng ý. Nghĩ lại thật tội cho nó. Nội à, nội đừng có buồn nữa. Bây giờ á, có con á, con sẽ bù đắp cho nội nè. Ba đâu rồi ba? Ba đâu rồi ba? Cảm ơn em đi. À, cảm ơn em. Bộ anh có chuyện gì hả? Có chuyện gì đâu, anh chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi à. Tưởng anh có chuyện gì thì nói với em sẵn sàng nghe anh nói. Nhưng mà nè, anh cảm ơn em đơn giản như vậy đâu được. Nhờ hả, nhìn thấy cái dòng của em mà anh mới có ý tưởng để tặng quà cho nội đó nha. Ê, nhưng mà khoan, nói nghe nè, tự dưng lúc đó nội mệt, có khi nào là do cái dòng không? Không, chắc cho nội mệt thôi, người lớn tuổi mà. Mà nè, em muốn anh cảm ơn em sau đây? Bây giờ chưa có nghĩ ra, khi nào mà em nghĩ ra thì em sẽ nói với anh. Lúc đó chỉ được ừ, không được nói không đâu nha. Rồi. Nhưng mà giờ đói bụng quá à. Ăn mì không? Nãy ăn chưa có no. Con gái mà ăn khuya là mập lắm á nha. Lúc này là anh thấy em phát tướng rồi đó. Nhìn đây. Cái gì vậy? Kệ em. Thôi đi, em mập lên rồi. Mập nào? Mập quá mập rồi, gì nữa. Em với anh có gì hả? Chị hả? Chị chưa ngủ sao? Chứ hai anh em đang làm cái gì? Đang tám đó mà. Nãy giờ hả, em bắt anh Vũ á, phải cảm ơn em một chồng hoành tráng. Bởi vì nhờ nhìn thấy cái vòng tay của em hôm qua mà anh mới ý tưởng tặng quà cho nội. Phải không anh? À. Ủa, mà hôm qua hai anh em đi cùng hả? Không. Trời ơi, anh kể cho em nghe. Hôm qua anh leo thang 2 tiếng ở Sài Gòn. Vừa đói vừa mệt. Cũng may là có Mai Anh cứu giúp á. Anh vừa thoát cơn bi cực, vừa tìm được bí kíp nữa. Được rồi, anh sẽ cảm ơn em một chầu hoành tráng. Ủa còn em? Em qua kiếm anh có chuyện gì hả? À không, định rủ hai anh em ăn mì. Mà qua phòng anh không thấy nên qua đây. Đi, đi ăn. Ủa gì kỳ vậy? Nãy em rủ anh đâu có chịu đi đâu. Giờ chị em rủ anh đi là sao? Thiên vị đúng không? À thì phải thiên vị thôi. Anh sợ em mập, em xấu, cho nên mới cản em ăn khuya. Còn chị em hả? Kệ đi, đâu có được anh phải quan tâm. Xấu tính ghê á, con vậy mà cũng ghen tị nữa. Dạ, hồi tối qua ngủ được không chú? Được. Tất nhiên ấy, về nhà là ngủ ngon hơn ở trong bệnh viện rồi. Dạ, con sợ là chuyện hôm qua làm chú ngủ không được. Ngày hôm qua Hoàng Anh á, với Minh Vũ có vô, thấy hai đứa đó lo lắng, thấy cũng tội nghiệp. Chính bản thân con nhìn thấy dòng đó cũng hết hồn luôn. Lâu quá rồi phải không chú? Mà sao lại trùng hợp ghê á, cũng 30 năm rồi. Tưởng đầu như mới hôm qua vậy. Mà chắc trời xui đất khiến sao chú? Sao lại trùng hợp được vậy? Chú cũng nghĩ vậy đó. Con có biết không? Có lắm lúc á, nhìn thằng Vũ ngủ á, chú có cảm giác là nó không phải là con cháu ở trong nhà này. Nhưng đó chỉ là cảm giác thôi. Nhưng mà qua chuyện này á, thì chú nghĩ á, không phải là đơn giản vì sự trùng hợp đâu. Chắc là thằng Mạnh nó linh thiêng á, nó xui khiến đó mà. Con có nghĩ vậy không Phúc? Dạ, con nghĩ gương vợ tới lúc mới lành rồi phải không chú? Nhưng mà cậu Vũ tính tình thiền lành, chứ không phải kiểu chỉ nói ngoài miệng thôi đâu. Thì chú có nói nó không lành đâu,
Nhưng có điều á, ban đầu á, chú có cảm giác á, là không phải lắm. Nhưng mà nay á, thì khác rồi. Chú sẽ cố gắng bù đắp cho nó. Chú ơi, nay chú có muốn ăn gì không? Để con nói thắm nó cho. Không khỏi. Nói đi thằng Vũ á, nó làm món cơm giống hôm đó đi. Bữa bệnh viện nó không có thoải mái, nên ăn có cảm giác không ngon lắm. Dạ, vậy là chú hết giận Hoàng Anh rồi hả chú? Chú có giận nữa đâu, chỉ là hơi bực nó thôi. Mẹ. Mẹ đã nói không là không. Sao mày biết con tính nói gì mà mày trả lời? Alo. À, Hoàng Anh hả? Cô nghe nè. Ừ. Cô thấy chuyện ổn đó. Tối nay con mới đi gặp hả? Ừ. Ừ, vậy thôi ha con. Ừ, con có đi đi. Tối nay gặp con nha. Ừ. Sao con nói gì mẹ cũng không đồng ý hết á. Riết con biết con mẹ không thôi. Mai Anh à, con làm ơn học việc cho mẹ nhờ đi con. Giúp đỡ mẹ đi. Công việc của mẹ chất chồng như cái núi vậy đó. Trong khi con á, con lông nhông, không có làm gì hết trơn á. Ngồi làm có bao nhiêu việc đâu mà cứ rên chứ rỉ. Nhiều việc á thì mẹ nhờ chị Hoàng Anh chỉ làm cho. Con làm sai rồi không có đúng ý mẹ cái thứ nữa. Nói chung là mệt mỏi lắm. Con thấy là con không phù hợp với công việc này đâu. Con không phải chị. Nè, giao hết cho nó thì nói cái gì nữa. Cô Út. Chào con. À, em chào chị, em mới tới. Em ngồi nha chị. À, sao rồi Mai Anh, công việc mới của con có ngon lành không vậy? Sao mà ngon lành nổi cô, con nuốt không trôi đây nè. Tình hình căng lắm, không có đi được đâu. Trời ơi, con lo cái gì chứ. Có một người thầy giỏi như mẹ con á, thì chắc chắn con sẽ thành công thôi. Phải không chị? Mà nè, cô lên đây làm gì vậy hả? Không việc gì thì về đi, con để cho Mai Anh nó còn làm việc nữa. Ờ, có chứ chị, không lẽ nhớ chị lên đây chắc. À, chị à, cho Mai Anh đi mua đồ với em chút xíu nha. Tôi biết có chút xíu cô rồi đó. Không có được, nó không có rảnh. Chị à chị, làm gì á thì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi thư giãn chứ. Chị cứ bắt nó làm vậy, nó căng thẳng đầu óc, nó làm gì cũng đâu có hiệu quả đâu. Tôi nói không là không. Nó có căng thẳng gì đâu mà thư giãn chứ. Chị à chị, thôi vậy đi, để em lựa lời á, em khuyên nó thêm cho. Mật ngọt mới chết rồi, chứ cái kiểu tạt nước lạnh như chị vậy, ai mà thèm nghe chứ. Nói xong chưa? Bây giờ tôi cho nó đi là cô hết rồi, ngồi đây làm nhảm phải không? Chị biết thì tốt quá. Biết tôi có mắc nợ cô không nữa. Thôi làm ơn biến giùm tôi một cái đi, muốn đi đâu thì đi đi. Ha? Đi đi. Mà nhớ nè, chiều tối về ăn cơm đó. Dạ. Ba hiện nay đang ở nhà, không được tự tung tự tác đâu đó. Dạ. Trời ơi, cảm ơn mẹ. Hôm nay con thấy mẹ dễ thương bất ngờ luôn á. Cô cũng thấy bất ngờ luôn đó. Nhớ ngày thường khó ưa lắm mà ta. Thôi em đi nha chị. Con đi nha mẹ. Trời ơi, gái con đứa gì vô cà phê ngồi ngáp lên ngáp xuống vậy con? Trời ơi, con buồn ngủ quá à. Sao đợi lâu vậy cô? Sao con hẹn cái chỗ gì chán quá vậy? Nhưng mà con đi shopping lúc đầu, mà con đợi ai? Thì ráng đợi thêm chút xíu nữa đi. Nãy giờ mấy chút rồi đó, buồn ngủ à.
Xiết, em là Xiết phải không? Anh là Nam nè. Phải không đấy? Sao già dữ vậy trời? Em là Xiết đúng không? Tất thằng Hạnh đều biết em. Nghe em nè. Bạn em cầm đi. Dạ đúng, đúng rồi đó chú. Đúng là không ngờ. Em ở bên ngoài nhìn đẹp hơn cho mình đó nghe. Cái gì vậy? Bộ anh đi coi mắt giùm con trai của anh hả? Nó đâu rồi? Ủa mà sao em nói vậy? Anh đến gặp em mà. Sao vậy? Lộn rồi. Trời ơi, ai giới thiệu anh tới đây vậy? Đâu phải tôi tìm người cho tôi đâu. Phải rồi. Nè, anh coi đi. Đó, đúng là em mà. Sao lộn được? Trời ơi, sao thành vậy vậy nè? Tôi kiếm người cho cháu của tôi mà. Hả? Là sao cô? Đồ ăn có hợp khẩu vị không anh? Em thấy chỗ này cũng khá nên mới mời anh đến đây đó chứ. Nấu rất là chuẩn khẩu vị của Nam Bộ, không lai. Em đúng là ăn sành điệu đó. Dạ, cảm ơn anh quá khen. Em làm nước mắm mà. Thích món ăn gì cũng là điều bình thường thôi. Nhắc tới nước mắm, anh công nhận là nước mắm ở đây ngon thật. Nước mắm nguyên chất mà thơm, cái vị lại cũng là dừa nữa. Có những chỗ nó làm tất cả những món ăn rất là ngon mà nước chấm lại dở, thành thử ra ăn nó mất ngon luôn à. Ẩm thực Việt mình có nhiều đồ chấm, nhưng mỗi món chấm thì có mỗi kiểu khác nhau. Có nhiều món ngon là cũng nhờ mắm đó. Mà em thấy anh cũng sành ăn đó chứ. Đó giờ em cứ tưởng chỉ có những người làm nghề như em thì mới quan tâm nghiên cứu về khẩu vị của người tiêu dùng thôi. Em nói như vậy là không có đúng. Người Việt Nam nào mà không sành nước mắm chứ. Nước mắm cung cấp cho nhà hàng sang trọng như thế này á, lại càng kén nữa. Nó phải là nước mắm thật là ngon. Chứ còn nước mắm dởm á, thì nó hôi lắm. Mình ăn á, nó bám mùi rất là lâu. Mà khách sang trọng á, thì họ không thể chấp nhận cái điều này được. Dạ phải. Nhưng nếu nói như anh thì cũng khá khiêm tốn đó chứ. Chứ em thấy đâu có nhiều người tinh tế như anh đâu. Em nói như vậy á là quá khen anh đó. Còn anh thì khách sáo rồi. Dạ, em mời anh ăn thêm. Để em chăm trà cho anh. Mình là người Việt Nam, yêu ẩm thực Việt Nam, đó là điều đương nhiên đúng không anh? Tất nhiên là như vậy rồi. Vậy nếu có cơ hội thì mình phải ưu tiên cho hàng Việt Nam đúng không ạ? Kinh doanh thì lại khác. Trong làm ăn á, cái điều luôn luôn đặt trên hàng đầu đó là lợi nhuận. Em làm kinh doanh mà em quên điều đó sao? Nhưng cũng không thể tuyệt đối vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả được, phải không anh? Tùy theo em ơi. Em làm nước mắm á, thì phải nói như vậy rồi. Hệ thống siêu thị bên anh á, được đầu tư vốn bằng nước ngoài. Vì vậy, hàng Việt hay là hàng nước ngoài gì á, cũng không quan trọng. Em còn trẻ, không hiểu thị trường là lẽ đương nhiên. Em về hỏi lại bên giám đốc cách thức làm ăn giữa bên em và bên anh từ bao lâu nay thì em sẽ rõ. Vậy nói như anh, việc trên hết vẫn là lợi nhuận. Mặc dù tình hình khó khăn hiện nay, ưu tiên cho hàng Việt là điều nên làm. Biết sao được, chuyện làm ăn mà. Tình cảm nhiều như em á, thì chết cả đám sao? Vậy em nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta không nên để cho người thứ ba nào biết cả. Nếu như vậy thì sẽ gây phiền phức đến cho anh đó. Trong khi các doanh nghiệp sản xuất hàng trong nước, họ nghe câu nói đó của anh thì họ sẽ tẩy chay hệ thống siêu thị của bên anh đồng loạt. Lúc đó thì phiền cho anh thật.
Nhưng chắc không sao, vì anh cũng còn hàng nhập khẩu khác mà. Cô... Em chỉ giả sử như vậy thôi. Chứ em hiểu, chúng ta cộng sinh mà. Làm ăn, theo quan niệm của em là phải làm lành mạnh. Chứ đừng có dở mấy cái chiêu trò thì sẽ không tồn tại lâu được đâu. Mặc dù đôi lúc cùng đường cũng là cách hiệu quả. Dạ, em mời anh thưởng thức nước mắm của công ty em. Bên em đang nghiên cứu và cho ra đời một loại nước mắm cao cấp hơn. Mong được bên anh chiếu cố. Anh bắt đầu thích em rồi đó. Dạ, mời anh. Ngon quá. Nước mắm xịn có khác, chẳng bù nước mắm mình bán. À, ý con nói là ra ngoài dạo này toàn nước mắm giả không mà. Chỉ có ăn nước mắm nhà mình là nước mắm xịn thôi. Ngon quá. Anh nói gì vậy? Nhà mình thì lấy đâu ra nước mắm giả chứ. Thôi, no rồi. Nấu ăn gì mà lạc nhách à? Dạ chú ơi, để con bới cơm cho. Dạ. Thôi, tôi ăn no rồi, nấu ăn gì mà lặt nhách à? Một chén nước mắm để xa lơ xa lắc, không cho tôi chấm hay mà. Rồi trưa thằng Vũ nấu cơm vừa miệng lắm, ăn tới giờ còn no nè. Tối ăn là gì cũng đủ rồi. Chú Phúc, đưa tôi lên lầu. Thế rồi, tôi cô Tư, cô Út con mới về. À, về rồi hả con? À, bên hệ thống siêu thị bốn mùa đó, người ta có chấp nhận yêu cầu của mình không con? Cô biết mà, cái thằng cha đó cha cứng nhắc lắm. Vì chi khấu của mình thấp cho nên sợ rồi chứ gì. Dạ, họ đồng ý rồi thưa cô. Để con nói Thanh Hà đánh lại hợp đồng rồi gửi cho cô sau nha. Để con đưa nội lên phòng cho Phúc ăn tiếp nha. À, hồi nãy tôi nghe nói gì Vũ nấu cơm hả? Biết nấu à? Chị à, chị lại mắc bệnh coi thường người khác nữa rồi đó nha. Thằng Vũ nấu ăn hơi bị ngon à. Ngon không? Hay là giống như cô? Hữu danh vô thực. Gì? Gì vô thực? Chị muốn thực cái gì? Em cho chị mở rộng tầm mắt nè. Mở rộng tầm mắt? Hay là mắt tôi nhắm luôn, lúc đó mệt rồi nha. Mình nè, con nấu ăn á, cô có dặn nó là những món ăn của ba đó, nêm lạc dụng cái, đừng có nêm mặn. Với tuyệt đối không được ăn cá biển, có nói chưa? Dạ có cô, con chỉ thay đổi về hình thức thôi. Còn nội dung này vẫn đảm bảo, cô cứ yên tâm. À, nhưng mà cô dặn điều này, con đừng vì lấy lòng nội mà con món ăn nào con cũng nêm nếm tá lả vô. Mặn là cô chết đó nha. Dạ con có lấy lòng gì nội đâu à. Mà không hiểu sao nội vẫn ưu ái cho con. Chắc bà thấy con thiệt tình, có sao nói vậy á. Ghê ghê. Ăn cá đi nè, món này món khoái khẩu của anh mà. Đây. Cảm ơn em. Nè, con ăn lạc vậy quen không vậy? Hay là ở trong bếp còn mấy con khô để cô vô chiên cho con nha. Dạ. Hình như con được lòng tất cả mọi người trong nhà này phải không? Dạ, cô thấy vậy thôi chứ con cũng đâu cố ý lấy lòng ai đâu cô. Giống như là nhiều khi mình không làm gì mà người ta vẫn ghét mình vậy đó. Tôi no rồi, tôi không ăn nữa. Có cần tiễn đi cho lẹ không chị? Không có vui. Hồi nãy tôi thấy cô với anh về có chuyện gì vui hơn đúng không ta? Anh cái gì mà nhao nhao ngoài không biết nữa.
chắc anh Vũ lại bày trò đó nội. Từ ngày ảnh về nhà mình á, nhà mình thường xuyên ồn ào vậy đó. Để con nói ảnh. Nói đi con, vậy cũng vui mà. Ồn chút đỉnh, nội chịu được. Lâu rồi, cái nhà này là không nghe tiếng cười nhiều. Sao? Chuyện hồi nãy con nói với cô con sao? Dạ, chuyện ở bên siêu thị hôm trước con nói với nội đó, con thương lượng được rồi. Họ đồng ý với mức chiết khấu thì doanh số của mình đó nội. Người ta đồng ý dễ dàng vậy sao? Sao nội nghe cô con nói á, bên đó làm khó làm dễ lắm mà. Dạ, cũng không có dễ dàng gì đâu nội. Nhưng cuối cùng họ cũng đồng ý rồi, nội yên tâm đi. À, con à, sắp tới á, nội nên kêu Vũ vô công ty học việc từ từ, con thấy sao? Dạ, chuyện này để con hỏi ảnh xem sao. Chứ con thấy hình như ảnh còn công việc ở bên ngoài ấy nội. Việc gì thì việc, bây giờ về đây rồi thì phải ưu tiên việc gia đình chứ. Nhà thì không có người, mà việc thì nhiều, nó không làm thì ai làm. Nè, nếu con không nói thì để nội nói. Dạ, nội cứ để đó con lo. Chú nó còn nói gì nữa nè. Không. Nhìn em trong hình, tôi đã biết nửa vầng trăng khuyết của tôi đây rồi. Gặp em ngoài đời tôi mới thấy vầng trăng của tôi viên mãn hơn bao giờ hết. Cô Út của con mà, hỏi làm sao mà không mê cho được. Thôi đi. Cô nghĩ sao vậy? Từng tuổi này rồi còn làm bán chuyện tào lao đó. Còn nói với người ta là tôi cần một người đàn ông. Anh, ủa mà ai cho phép anh nghe lén tôi nói chuyện vậy? Thì không, không phải vậy đâu chú. Thật ra là cô làm mai cho con á. Hả? Phần trăm trong vụ này của em là bao nhiêu? Anh nói vậy là sao? Bởi vậy anh nói là em không có biết chuyện gì hết mà. Thỏ thuận xưa giờ vẫn vậy. Anh nghĩ em thông minh. Anh nói tới đó chắc là em hiểu. Sao anh dám vào phòng tôi mà không ở cửa? Cô không nghe tôi gõ cửa hả? Được rồi, tôi ra ngoài tôi gọi lại nha. Ủa? Cô mời tôi vô hả? Thôi được rồi, vô đi. Kiếm tôi có gì không? À, tôi tính tháng này không lấy lương. Đợi lấy cục luôn cho đỡ mẹ tiền. Tùy anh thôi, có cần gì thì nói với tôi. Anh không cần tiền xài hả? Tôi kiếm tiền trả nợ mà, đâu phải kiếm tiền xài đâu. Tùy anh thôi, có cần gì thì nói với tôi. Được hả? Hay là cô trang bị cho tôi cái máy tính đi. À, không được thì thôi, coi như tôi chưa nói gì đi. Anh cần máy tính hả? Thôi được rồi, để tôi nói với chú Phúc. Cô không hỏi tôi định làm gì hết hả? Tôi không quan tâm, miễn sao anh làm chồng bổn phận của anh là được rồi. Dạo này tôi hơi bận nên không theo sát anh được. Anh cứ tự xử đi. Với lại tôi thấy anh cũng ứng xử khá tốt đó. Cảm ơn lời khen miễn cưỡng của cô. Sao, có cần gì không tôi lấy cho. Tôi mà cần anh sao? Anh lại làm chồng bổn phận của anh đi kìa. Bây giờ thì anh có thể về phòng của anh được rồi. Có cần gì thì tôi sẽ gọi cho chị Thắm hoặc chú Phúc. Vậy cũng được. Nhưng tôi đang tự hỏi là trong cái nhà này ngoài tôi ra, có ai biết là cô không thể tự chăm sóc cho bản thân mình được không ta? Tôi nói có gì sai hả? Một người không biết tự chăm lo cho sức khỏe của mình thì đừng nói tới chuyện chăm lo cho người khác. Hay là tôi làm.